Đứng trước mọi chuyện xảy ra đêm đó, tâm trạng của Long Sách không thể nào thả lỏng. Hắn đã sức hồi tưởng, phân tích kỹ lưỡng từng cảnh tượng xảy ra hôm nay. Điều khiến hắn không thể hiểu được là kế hoạch khúc gỗ chỉ có Phùng Ngọc Quy, Kawashima Eko và rất ít người bao gồm bản thân hắn biết. Thế nào là tay trong? Kết hợp với cảnh tượng đại hiệp mặt nạ cướp tù binh đi, liên tưởng tới cảnh tượng lúc ở Phùng Thiên đại hiệp mặt nạ yểm hộ cho đồng bọn, Long Sách không thể không nghi ngờ hai người nào đó một lần nữa. Báo cáo đội trưởng, đã khám xét hết 30 dặm xung quanh, không phát hiện ra kẻ tình nghi. Cút. An toàn hết rồi chứ? Anh đi đâu vậy? Tôi đứng ở ngoài canh tù binh mà. Tôi làm gì biết giết người? Anh bảo tôi ở đây ăn đạn chắc. Vậy tù binh đâu? Bỏ chạy hết rồi. Trong này nào là súng, nào là pháo, ai cũng sợ bỏ chạy tán loạn. Một mình tôi làm sao đủ? Không bắt được người nào hết. Long Sách, chuyện lớn như vậy, Tư Lệnh Phùng sẽ giết chúng ta mất. Tôi thấy, hay là chúng ta cứ báo là đám tù binh đó đều chết hết rồi đi. Giáo sư Ishikawa, ông có nhớ hai người tấn công ông trông như thế nào hay không? Tính ổn định, quan trọng là tính ổn định. Rõ ràng tôi đã điều chỉnh tỷ lệ. Rốt cuộc vấn đề xuất phát từ đâu chứ? Tính ổn định, quan trọng là tính ổn định. Thôi tôi rồi, sợ đến khờ luôn rồi. Long Sách, anh mau nghĩ xem nên báo cáo chuyện này với Tư Lệnh Phùng và Kawashima các hạ thế nào đi. Anh thực sự muốn cái đầu của mình có thêm một lỗ thủng hay sao? Tất bật nửa ngày lại thiêu rụi trong mồi lửa, tuyệt đối không được để lại bất kỳ dấu vết nào hết. Tiêu bản chết hết rồi. Giáo sư Ishikawa cần phòng thí nghiệm mới. Bao giờ? Càng nhanh càng tốt. Bí mật, an toàn. Tôi biết. Quan trọng là U Linh số 1, các người nghiên cứu công hiệu thế nào? Tại sao tiêu bản lại đồng loạt bạo động, chết không còn đứa nào hết? Vẫn còn một người. Còn lại một người. Tôi chi bao nhiêu tiền lại chỉ còn một người. Long Sách đâu? Chẳng phải hắn phụ trách áp giải lần này hay sao? Xảy ra rắc rối lớn như vậy, tôi bắn chết hắn. Tôi bảo anh ta hộ tống giáo sư Ishikawa và tiêu bản rời khỏi trước rồi. Mặc dù Long Sách có trách nhiệm, nhưng mà kẻ tội đồ thì không phải hắn. Vừa hay bạo động có thể chứng minh sức chiến đấu của tiêu bản rất mạnh. Đó là thành tựu của giáo sư Ishikawa, cũng là thành tựu của kế hoạch U Linh. Kiểu gì thì kiểu, cô cũng vẫn nói được. Việc nghiên cứu thuốc khó tránh khỏi hy sinh, bất kể là sức người hay sức của. Nhưng mà Tư Lệnh yên tâm đi, bước tiếp theo giáo sư Ishikawa sẽ tiếp tục gia tăng tính ổn định của thuốc. Đại kế phục hưng của Tư Lệnh nằm chắc ở trong tay. Được vậy thì tốt. Phùng báo tôi không bao giờ làm chuyện bắt cầu cho kẻ khác đâu. Mắt cong một chút, mũi thẳng một chút, miệng nhếch lên. Được rồi, chỉ vậy thôi. Y
Anh chắc chắn đây là kẻ đột nhập giả mạo khúc gỗ số 033 sao? Đúng vậy. Tôi chắc chắn. Thuốc. Mau đưa thuốc cho tôi. Mau đưa đi. Mau. Mau đưa thuốc cho tôi. Đã đến lúc tính hết nợ với cô ta rồi. Kim Tuyết Giao hoàn toàn chắc chắn. Kim Tuyết Giao chính là Thủy Hàm Băng, là đảng cách mạng. Lần trước đến phòng bán đường mua thuốc, tôi đã nhìn ra cô ta có vấn đề. Nhưng như cô ta luôn nhắm vào giáo sư Ishikawa, có thể là cô ta đã bắt đầu để ý đến thí nghiệm của chúng ta. Cô ta bất chấp để Thủy Như Yên đập mạng, cũng không chịu để lộ thân phận của mình. Không biết chừng là để tìm ra bằng chứng liên quan đến cuộc thí nghiệm. Tư lệnh Phùng, lần này chúng ta nhất định phải bắt được cô ta. Phiền ông lập tức điều binh theo tôi đi bắt giữ. Cậu đem người đi ngay lập tức đi. Đừng có gây rắc rối cho tôi. Khách sáo với cô ta một chút. Tôi biết rồi. Kim Tuyết Giao, ra đây. Đội trưởng Long, xông thẳng vào đi. Chơi trò gì vậy? Đông đúc quá. Các người bỏ súng xuống. Tất cả bỏ súng xuống đi. Các người phải khách sáo với phụ nữ chứ, không làm em sợ chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tuyết Giao tiểu thư, cô hãy xem thử bức họa này đi. Dễ giống ai chứ? Đây không phải là vợ của tôi hay sao? Kawashima các hạ, mấy người vẽ tranh cho vợ của tôi, giống thật luôn đó. Đúng là truyền thần mà. Thay vì nói bức tranh này truyền thần, chỉ bằng nói Tuyết Giao tiểu thư đây diễn rất nhập vai. Cô giở trò ngay dưới tầm mắt của tôi. Thay xà đổi cột, Tuyết Giao tiểu thư, cô diễn kịch cũng hăng quá ha. Kawashima các hạ, tiếng Trung của cô chẳng chính tông chút nào hết. Nói suốt nửa ngày tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Cầm lấy. Cầm lấy. Tôi nói theo cách đơn giản hơn nha. Từ chiều tối hôm qua đến giờ tí, cô đã ở đâu? Tôi ở trong phòng. Không đúng. Tuyết Giao tiểu thư, tôi thấy cô ở bệnh viện Hòa Bình thì có. Đó là anh nghĩ thôi. Thật chất tôi chỉ ở trong phòng. Tôi đang nhập vai mà. Buồn ngủ thì ngủ. Là tại các người tới cho nên mới làm tôi thức giấc. Các người đem hôm đến đây là để kiếm chuyện phải không? Cô nói dối. Đúng. Tuyết Giao tiểu thư, tối qua cô không hề có trong phòng đâu. Vũ Tinh, cô nghĩ kỹ rồi hẳn nói nha. Cô ấy nói đúng đó. Kim Tuyết Giao quả thật không có trong phòng. Vậy thì hay. Hay ho rồi. Hôm qua chúng tôi đã gặp nhau trước cổng bệnh viện Hòa Bình. Sau đó tướng công đã đưa cô vào đó. Kết quả cả đêm cô không về nhà. Đêm đến tôi còn bảo Vũ Tinh mang trà sâm cho cô, mà cô vẫn chưa về. Còn nói là nhập gia gì đó. Cô lừa ai? Phen này cô còn gì để nói nữa? Tuyết Giao tiểu thư, cháu dâu, tôi thấy khó hiểu thật đấy. Kể từ ngày tôi vào Phong gia, cô đã suốt ngày chống đối tôi. Rốt cuộc cô bị chập mạch chỗ nào vậy? Dù cô có muốn loại bỏ cái gai trong mắt này, cô cũng không cần phải diễn kịch dở như vậy đâu. Rõ ràng là cô đang nói dối. Từng câu tiểu thư nói đều là thật hết. Tôi cũng có thể làm chứng. Nói thừa, cô không giúp cô ta lại chịu giúp tôi chắc? Đúng rồi Vũ Tinh, hình như cô có tiền án thì phải. Cô dựa vào đâu mà làm chứng?
Trước Giao tiểu thư, tôi thấy cô vẫn nên theo tôi về đi. Chỉ cần cô giải thích rõ với tôi chiều tối hôm qua cô đã làm gì, tôi đảm bảo sẽ cư xử lễ độ với cô hơn. Nhưng mà nếu như cô không giải thích được đầu đuôi ngọn ngành, thì đừng có trách tôi không khách sáo với cô. Trang tiếng Trung vừa rồi cô nghe hiểu không? Giải về. Khoan đã. Vợ à, cô ta biết chuyện rồi đó. Chuyện giữa chúng ta không giấu nổi nữa đâu. Khai ra thật đi. Im ngay. Chuyện giữa Kawashima các hạ và Thuyết Giao tiểu thư, mày không có tư cách xen vào. Đứng qua một bên. Cha, mẹ, con bất hiếu. Con đã làm ra chuyện bôi nhọ gia phong, suýt thì hại Tuyết Giao tiểu thư, đều là lỗi của con. Thực ra Tuyết Giao tiểu thư từ chiều đến tối hôm qua quả thực không có trong phòng. Con đã đánh thuốc mê cô ấy. Cô ấy ngủ trong phòng làm việc của con ở bệnh viện Hòa Bình. Cô ấy nằm trên giường, con ôm cô ấy. Con, cái thằng phá gia chi tử này, mày, tao đường đường lão gia, cái thằng phá gia chi tử. Phen này thì hay ho thật rồi. Tiền tái vinh. Anh im đi. Anh đánh thuốc mê cô ấy làm gì chứ? Cô làm gì được? Làm gì rồi? Nếu chưa kịp làm gì hết thì tôi phải cùng đội trưởng Long đi áp giải tù binh còn gì. Sau đó nhà giam còn bạo động, đội trưởng Long đều biết hết. Tiếp đó thì tôi... Anh làm gì? Tôi lại trở về bệnh viện Hòa Bình đi xem cô ấy. Cô ấy vẫn còn hôn mê. Hôm đó anh không hề nói thế đâu. Đúng, đội trưởng Long, lúc đó anh đang trong cơn thịnh nộ mà. Tôi nào dám nói thật. Anh xem cái tướng hẹn này của tôi. Tôi lên phố truy bắt đảng cách mạng, cổ suýt thì ngã chết. Bọn bạo động kia tôi nào dám đuổi. Cha của tôi hiểu tôi nhất mà. Cả cuộc đời của tôi dốc toàn bộ tâm trí lên phụ nữ. Nhục mặt. Người chung chí hướng. Tư lệnh cũng toàn nói tôi dốc hết tâm trí cả đời lên phụ nữ. Giữ cái miệng cho cẩn thận giùm tôi. Vậy Phong thiếu gia, làm sao mà anh dám chắc tối qua lúc anh về Tuyết Giao tiểu thư vẫn đang hôn mê chứ? Đúng. Vậy tôi rất tò mò, anh cho cô ấy dùng loại thuốc gì mà có thể hôn mê lâu như vậy? Thuốc của tôi lợi hại lắm, hay cô thử xem. Không sao. Cho nên, một người phụ nữ đang hôn mê, sao có thể là người các cô muốn tìm được chứ? Tiểu thư, khốn kiếp, mày còn không mau đi gọi vợ mày về đi. Cha, vợ của con đang ở đây còn gì? Được rồi, tôi đi ngủ đây. Kawashima các hạ, xem ra là để cho hai vị mất công một chuyến. Hẹn ngày tái ngộ, Phong thiếu gia. Không tiễn. Lôi cái tên khốn dưới đất về cho tôi.